vị, quý vị đang theo dõi chương trình Câu chuyện kinh doanh được phát sóng trên kênh HTV9 vào chiều thứ sáu hàng tuần. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngay sau đây là một số nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Gương mặt nữ doanh nhân tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hóa. Dịp này, mỹ phẩm Cosu là nhà tài trợ vàng cho chương trình. Là một thương hiệu của Hàn Quốc, những sản phẩm của hãng được nghiên cứu kỹ lưỡng, phù hợp với làn da và nhu cầu của phụ nữ Á Đông. Với nguyên liệu có nguồn gốc an toàn, mỹ phẩm Cosu được nhiều người tiêu dùng trên thị trường châu Á nói chung và Hàn Quốc nói riêng lựa chọn. Gần 3 năm xuất hiện tại thị trường Việt Nam, hãng mỹ phẩm này đã tham gia nhiều hoạt động tài trợ nhằm khẳng định sự uy tín và chất lượng trên thị trường. Sau nhiều năm phát triển, mỹ phẩm Cosu Hàn Quốc cho ra đời những sản phẩm với nhiều dạng và chủng loại cho làn da. Hầu hết các sản phẩm đều có mẫu mã đẹp, mùi hương dễ chịu được người tiêu dùng ưa chuộng.